Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Mình là Lộc Suzuki đây. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và trong thời gian chỉ 2 tập, trong lúc mình làm việc thì mình đã lỡ kết quả khéo ứng điểm xấu từ một tên cướp dân làng các bạn ơi. Và bây giờ mình đang chiến đấu rất là cực khổ với bọn này luôn. Và giáp của mình bây giờ đã bị bọn chúng đánh nát hết trơn rồi. Bây giờ chắc mình sẽ lấy kim cương rồi chế tạo một bộ giáp mới nha. Đừng. Chạy. Tạm thời thì bọn chúng đã phá hết mấy cái ruộng của mình rồi, với lại đang bị kẹt ở trong cái bức tường của mình kìa. Giờ bọn chúng không thể ra được các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ cởi bộ giáp này ra đi. Tạm thời mình sẽ mang nó lên nha, để có dịp rồi mình sửa lại và sử dụng lại các bạn ơi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ mang nó vào đây. Đó, và mặc tạm bộ giáp sắt vào trước đi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu chế tạo một bộ giáp kim cương mới nha. Và đồ thì mình hơi nhiều rồi, chắc giờ mình sẽ tạm thời vứt vô đây bớt đi các bạn ơi, để có thêm không gian ấy. Và mình đã nhặt thêm được một cái vật tổ trường sinh từ một cái tên mà pháp sư các bạn ơi. Và tên pháp sư đó cực kỳ mạnh luôn. Tên đó chịu hồi những cái tên lính ra ấy, đánh rất là đau nha các bạn. Mình giáp kim cương nhưng mà chịu còn không nổi nữa ấy. Rồi bây giờ mình sẽ làm một bộ giáp kim cương luôn nè. Đó, và một cái nón nữa. Sau đó thì mình sẽ đeo cái này trên tay đi. Cái này theo như mình được biết thì nó sẽ giúp mình hồi sinh sau khi chết đó các bạn ơi. Đó. Rồi giờ mình sẽ ăn vô một cái. Rồi sao ta chạy thẳng một mạch không bển luôn hay sao nha. Mình sợ mình chạy không bển nó đánh mình quá các bạn ơi. Tại vì hiện tại mình cũng có 39 level nè. Rồi giờ làm liều một cái nha. Để coi còn cái gì mang theo ra ngoài được không. Rìu thì chắc cần nè. Rồi cúp gia tài để trong nhà đi, nhiều khi bị đánh rơi đó các bạn ơi. Đó. Nhét vô đi. Cần thức ăn thôi, như đây cũng đủ rồi. Rồi ra ngoài enchant một cái đi, lè. Không thôi bọn chúng lại đánh nữa. Ok, tạm thời đi đánh luôn đi, để tiêu diệt bọn ở ngoài trước đã. Bọn ở bên trong cái ui. Đó, các bạn thấy mạnh chưa. Ui nó đánh mình cái gần chết rồi kìa. Ui không ổn rồi. Ui chắc sao tới, chắc mình rào cái kho mình lại quá à. Không thôi bọn chúng nó đánh là mình không chạy được các bạn ơi. Mình mang cái khiên lên. Đó, đỡ khiên. bắn đi hả? Mình đánh bọn này phải cẩn thận các bạn ơi, không thôi là bọn chúng đánh mình rất là đau ấy. Mình thì giờ chưa có enchant giáp lên đây, để một xíu mình enchant lên rồi đánh nó mới mạnh cơ. Rồi đánh, chạy đâu con sâu. Chạy. Ui. Bọn này mạnh cực kỳ luôn các bạn ơi. Ui, bắn mình ngõm của thỏ rồi, chạy ra lượm rồi. Ui da, ao. Rồi mất hết level rồi. Ao. Ui. Mặc đồ kim cương vô luôn. Ui, mất hết kinh nghiệm luôn rồi. Mình đang định enchant ấy, nhưng mà giờ còn có 7 cấp sao enchant đi. Ui, chạy. Rồi giờ mình sẽ chiến đấu mà không cần enchant giáp luôn nha. Để có gì một xíu rồi mình hư giáp các bạn rồi mình sửa là sao đi. Chứ giờ enchant ấm được rồi, tại vì bây giờ mình cũng hết kinh nghiệm luôn rồi ấy. Bọn này cả gan, hồi nãy mình quên cầm cái trượng trường sinh lên đổi qua cái khiên hay sao á. Ui thiệt tình, nó thôi giờ cầm trên tay cho chắc nha. Rồi bây giờ ra ngoài chiến đấu với bọn chúng thôi. Nhưng mà thức ăn của mình bây giờ như hết rồi. Để mình coi mình còn lúa không, mình chế tạo như ổ mình cạp đỡ các bạn ơi. Chứ giờ là hết thức ăn luôn rồi đó, còn có 9 cục thịt à. Đây lúa mình có một ít nè, lấy ra ngoài rồi chế tạo bánh mì ăn dần thôi. Đó, có thức ăn rồi giờ mới chiến đấu nha. Rồi giờ ra ngoài chiến đấu với bọn chúng luôn. Giờ mình sẽ cắt những thứ không cần thiết, kiểu như là xẻng hay cúp gì đó các bạn ơi. Cắt vô đây đi, để hồi mình có gì mình bị bọn chúng đánh gục ấy thì cũng đỡ mất đồ. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong đấy thật là nhiều mũi tên, tại vì bọn chúng bị kẹt trong cái bức tường của mình rồi kìa. Đó, mình chỉ cần lấy mũi tên và thủ tiêu bọn chúng thôi. Mình sẽ lấy mũi tên đâu ta. Hình như trong đây mình không có mũi tên hay sao các bạn ơi. Căng rồi, mình không có mũi tên. Muốn mấy mũi tên mà để ở đây đâu, mất tiêu hết rồi ta. Rồi luôn, mất hết mũi tên rồi. Sao giờ đánh tay không là mình đánh không lợi bọn chúng đâu. Bọn chúng có tên pháp sư đó, tên áo đen có sọc vàng ở giữa các bạn ơi, tên đó cực kỳ mạnh luôn. Hắn chịu hồi một cái tên đó, đánh tên này trước, đó. Rồi một tên đã ngõm rồi, tại vì bị kẹt vô cái rừng quả ngọt của mình ấy. Nó mất máu đi. Mình chỉ sợ những cái tên này nè. Các bạn thấy chưa, đánh rất là đau luôn nhá. Ăn vô. Rồi giờ mình sẽ thủ tiêu cái tên pháp sư này trước đi. Đây là tên khó chịu nhất mà mình từng đánh này. Ui còn triệu hồi thêm đánh này. Rồi xong rồi. Giờ hắn hết triệu hồi được rồi các bạn ơi. Ngõm chưa. Ui. Cầm trên tay mới được. Mình được hai cái vật đó sinh luôn.
Wow, thôi tha. Ao. Giờ mình phải chạy thôi các bạn ơi, không chạy là không được đâu. Mình sẽ đánh từng con thôi. Đánh một lượt nhiều con chắc mình đánh không lại á. Bọn chúng đánh rất là đau nha bạn. Tên này có kiếm luôn mà. Ui ui, có tên bắn lại đánh lén nữa. Ui, bọn chúng kết hợp rất hay nha bạn ơi. Nó. Ui. Đợi hồi máu cái đã. Ui, cái này phải có thuốc hồi máu hay sao tao mới hồi kịp. Bình thường hồi không kịp đâu. Dám cả gan lại cho mình hả? Rồi còn có mấy tên thôi. Ui. Núp. Ăn vô cái. Đó, ăn vô. Ui da. Ui. Tên này nhỏ quá à, khó đánh lắm các bạn ơi. Cực kỳ khó đánh luôn ấy. Tại vì cái hitbox của cái con này nó rất là nhỏ luôn này. Đó, ui. Sao khó chịu ta? Đó, trong lúc nó chưa có biến thành màu đỏ ấy, thì mình có thể đánh được, tại vì nó bay rất là chậm luôn nha các bạn. Đây như vậy nè thì mình dễ đánh nè. Còn lúc mà nó kiểu như nó nổi điên lên ấy là nó thành màu đỏ và nó bay rất là nhanh luôn, rất là khó đánh. Và bây giờ mình sẽ xử lý nốt mấy tên còn lại thôi. Tại vì chết những con pháp sư là mình có thể dễ đánh hơn rồi. Và sau đó là một cái con trâu ấy. Cái con trâu là cực kỳ khó luôn nha, tại vì nó rất là nhiều máu nha các bạn. Giờ chắc mình sẽ đi vào trong đây đi. Phải mình có mũi tên là mình có thể đứng ở ngoài và bắn bọn chúng luôn ấy. Mà đây mình hết mũi tên rồi. Hình như mũi tên mình vứt hay sao các bạn ơi. Giờ mình tìm không ra cái mũi tên nữa đây. Thì cái tên á, mà cậy đi giờ thì cần chứ. Ui. Giờ mình sẽ dụ cho bọn chúng đi ra ngoài trước đã. Cho chúng bị kẹt vô các bạn. À. Chỉ cần đứng ngoài để cho bọn chúng mất máu thôi. Đó, dọn mấy cái đèn ra trước đi. Đó. Ra đây đi. Ra đây đi. Ui, gây ra cái cây nỏ của nó luôn kìa. Wow, được nha, còn hai tên thôi. Hai tên. Ui. Cẩn thận mới được nha, tại vì bọn này bắn rất là đau nha bạn. Đánh nè. Đó, bọn chúng đâu bắn mình được đâu. Đó, bọn chúng chỉ nhảy tưng tưng trong đây thôi. Đó, giờ mình chỉ cần đợi cho mấy cái tre này lớn lại bình thường. Và sau này mình sẽ cố gắng kiếm thật là nhiều mũi tên nha các bạn, để mình có thể bắn ngay. Chứ bây giờ mình cận chiến thế này thì không ổn đâu. Bọn chúng thì mạnh cực kỳ mà mình thì yếu quá à. Phải có cây cung hay cây nỏ vậy thì mới đánh lại bọn chúng thôi. Giờ mình sẽ ngủ một cái đi, để sáng thức dậy. Rồi mình chúng ta cùng nhau đánh nhau với bọn chúng. Đợt hôm nay là đợt thứ 4 hay thứ 5 rồi đó các bạn ơi. Nãy giờ mình đánh cũng 3-4 đợt kìa. Bọn chúng bị kẹt kìa. Ten. Đó, thấy không? Hình như bọn chúng spawn ở bên trong cái bức tường của mình luôn rồi. Vậy là sắp tới mình phải làm thêm một cái hàng phòng thủ bên trong nữa các bạn ơi. Bây giờ bọn chúng đang nhảy tưng tưng bên trong kìa. Nhưng mà mình không có những cái mũi tên để bắn. Khó chịu ta. Giờ phải đi vào trong trước ra. Đó. Hình như hắn triệu hồi mấy con kia rồi. Ui, con pháp sư mà ngồi ở trên luôn kìa các bạn ơi. Ui, được chiêu nó kìa. Đó, các bạn thấy có chịu chưa? Ui, lần này hai con trâu luôn. Phải cầm cái kiên lên mới được. Đó. Ui, con trâu hút đau quá à. Ui, con trâu hút đau cực kỳ nha bạn. Ui, khó rồi. Ui, đừng nha. Rồi. Ui, chạy. Áo. Ui, rồi. Ôi. Giờ sao giờ? Bọn chúng mạnh thế chắc mình đánh không lại đâu các bạn ơi. Đồ mình yếu xìu à, bọn chúng đánh có mấy hết là mình ngõm cũng tỏi à. Ô, khó khăn đây. Đây là trận chiến cực kỳ khó nha các bạn ơi. Bọn chúng thì đông như thế này, phải chi mình có nhiều bé sói nha. Tại vì mấy bé sói mình không muốn chiến đấu chờ này đâu. Bọn chúng sẽ đánh ngõm bé sói của mình ấy, mình không muốn vậy đâu. Thôi chắc mình sẽ chiến đấu một mình rồi các bạn ơi. Mình sẽ dọn mấy cái này ra để lấy lại đồ nha. Rồi, có đồ lại rồi. Giờ thì mình sẽ mặc đồ vô tiếp và chiến đấu tiếp thôi. Ồ, đây là trận chiến rất là khó với mình đây. Làm sao đâu, cố lên các bạn ơi. Giờ mình sẽ thủ tiêu cái tên này trước. Tại mình hết mấy mũi tên rồi, phải mình có mấy mũi tên ấy. Mình tiêu diệt những cái tên bắt sư ở trên trước các bạn ơi thì mới dễ đánh hơn. Chứ bây giờ mà à, có vẻ mấy tên này đi xa cái chủ nhân của nó thì nó sẽ bị mất máu các bạn ơi. À, được đấy. Đánh nè. Đánh nè, đi xuống. Vô đây. Dám cả gan lại đây hả? Rồi. Giờ mình sẽ cho ta liều lại đánh cái tên pháp sư trước các bạn ơi. Không thôi là không được đâu. Dạ. Con trâu này nó cứ cản bên ngoài à, khó chịu ghê ta. Ui, quên.
đó, nó mới kích hoạt ấy của mình đó các bạn ơi. Được. Nó tấn công xuyên cái nhà luôn nè. Nó tấn công xuyên nhà các bạn ơi. Nó mỏm rồi. Lên đây ạ. Ui sao nó đang tấn công mình hoài ta. Rồi. Cực kỳ khó luôn các bạn ơi. Minecraft ra cái mấy con quái đó OP quá à, cực kỳ mạnh luôn. Ui giờ không có cách nào để chống trả luôn ấy. Mình chỉ biết chạy thôi này và mình không có mũi tên thật. Sao rồi đó mình lại vứt mũi tên ta. Giờ phải đi tìm cách đi vào này. Ok giờ mình sẽ vào trong nhà trước cái đã. Để lấy đồ lại các bạn ơi, nó không có đồ không đánh lại được bọn chúng đâu. Mình đi vô hướng nào ta. Ủa cái đường vô đó mất tiêu rồi. Đường vô là đâu? Đường vô đằng kia lận. Rồi giờ phải vào trong để lấy đồ trước đã. Trận chiến này rất là khó luôn. Phải tìm cách thôi. Đây đường vô đây. Thủ đi vào thôi. Đừng thấy nha. Ủa, cái con đó là con vét đúng không nhờ? Con vét đó các bạn ơi, nó cực kỳ mạnh luôn. Giáp mình cũng bấy hết rồi nè. Cầm kiếm lên. Rồi, xong rồi. Phải biết bọn chúng tấn công bất ngờ như vậy ấy. Là mình sẽ chế tạo thuốc sẵn các bạn ơi, thuốc hồi máu ấy, chứ không có thuốc là không đánh lại đâu. Phải cầm cái khiên lên. Này nha. Cái này thì đánh nhau với mình hả? Ui, nó nổi điên lên khó chịu quá. Hư khiên mình ơi. Rồi xong luôn. Hư khiên là xác định rồi các bạn ơi. Đánh một cái rồi chạy. Ui. Tại tự dưng nó lại spawn ở bên trong căn cứ của mình nha. Mình cứ tưởng nó spawn nó. Rồi. Ui một lần mà mình bị ngõ mất trời này. Hôm nay nớp ăn hành rồi các bạn ơi. Ui vậy là có nghĩa là mình còn rất là yếu á các bạn. Sắp tới phải chuẩn bị một bộ giáp xịn hơn mới được rồi. Chứ bộ giáp này khá là yếu các bạn ơi. Bọn chúng đánh vài cái là ngõ mà. Rồi cũng như là cần phải có một cây nỏ hoặc là cây cung ấy thì mới tấn công từ xa được. Chứ mình cận chiến là không bao giờ lợi bọn này nha các bạn. Mũi tên thì phải mình không có còn. Thiệt tình luôn á. Trời ơi, giờ mình chắc mình đánh từng tên trước đi. Ui da, đã vậy còn bị dính độc nữa. Đừng. Ui, khó chịu thế ta. Ok, chắc bây giờ mình sẽ vào tìm cách chế tạo nỏ thôi. Chứ bây giờ mình không có nỏ là mình không bao giờ đánh lại bọn chúng luôn ấy. Ui, nãy giờ chết mấy mạng luôn rồi. À đây, nỏ đây. Nỏ, mũi tên nạp nhanh nè. Rồi, mình sẽ lấy cái nỏ này ra bắn bọn chúng thôi. Không biết có đủ nỏ để bắn hết bọn này không nữa. Nhưng mà mình sẽ cố gắng để tiêu diệt hết cái tên, nhất là tên pháp sư nè. À, phải giết cái tên pháp sư này trước các bạn ơi. Pháp sư. Ao. Ui, đừng. Ây da. Vỗ tay. Ui, dí mình tới cùng luôn thấy không các bạn thấy không. Đó, cái tên vét đó cực kỳ mạnh luôn. Bay thì nhanh mà quánh thì đau nữa. Không biết ai mới đánh lại con đó nữa. Nhưng không biết bắn cung cái con đó được không ta. Mà bây giờ mình phải nạp mũi tên rồi mình tiêu diệt tên pháp sư trước đã. Đó, pháp sư hả. Bắn pháp sư này rồi xong. Chủ nhân đó đã ngỏ mà các bạn ơi. Giờ mình chỉ cần cố gắng tiêu diệt những tên này là được rồi đó. Hình như trên kia còn một tên pháp sư đang ngồi trên con trâu nữa kìa. Mà trước tiên mình cần ngủ cái đã. Mình cần đổi gặp ít cái que nè. Rồi, thật nhiều mũi tên, được 20 mũi tên rồi. Giờ thì lấy cây nỏ ra mà chơi bọn chúng thôi. Cả ghen hả. Mình phải tìm cách vào trong để xử lý cái tên pháp sư trước. Mình chỉ cần tiêu diệt được tên pháp sư là mình có thể dễ dàng đánh bọn khác rồi các bạn ơi. Bọn chúng chỉ mạnh được con pháp sư với con trâu thôi. Đó, hai con mob mạnh nhất thôi. Giờ mình sẽ đập mấy cái này ra. Rồi, ok, mình đã đi vào bên trong rồi. Giờ thì cần lấy nỏ và bắn cái tên pháp sư trên thôi. Đó, trúng rồi kìa. Đó, cố lên. Ui, là gần hả? Đó, cố lên, chỉ cần tiêu diệt cái tên ở trên là được rồi đó các bạn ơi. Tên pháp sư ấy. Cố lên, hy vọng là mình sẽ cố gắng tiêu diệt được. Đây, tên kia chạy sao rồi? Chạy ra bên đây đúng không? Ở trên, rồi, xong rồi, nó dí mình rồi. Chạy. Đánh nhau đi, tự đánh nhau đi. Đánh nhau rồi xong. Ok, cuối cùng thì mình đã tiêu diệt được tên pháp sư, một tên pháp sư các bạn ơi. Giờ mình sẽ chạy ra ngoài trước cái đã. Đó, để hồi máu thôi chứ không gì hết á. Chứ ở trong đó là mình bị dí là thôi xác định luôn các bạn ơi. Ôi da, đừng. Ui bọn chúng bay nhanh lắm các bạn ơi.
không ổn rồi, không ổn rồi. Rồi giờ mình sẽ quay lại, bắt đầu tiêu diệt cái tên. Ui ui sao mình bước rồi. Đừng đừng lại đây nha, lại đây hả, lại đây. Ui đánh, ui đó đó đó, thấy không, vừa biết bay nhanh này, vừa biết độn thổ nữa, đánh lại đâu đó, con mớp gì đâu, mình nghĩ con đó là con mạnh nhất rồi, không con nào mạnh bằng con đó đâu, quá là bá đạo luôn các mọi người. Đi xuyên tường ấy, bá đạo nhất là cái tuyệt chiêu đi xuyên tường á. Mất cân bằng game, mất cân bằng quá à. Rồi còn một tên cuối cùng hay sao nè. Rồi xong, giờ chỉ cần vào trong và lấy nỏ xử nốt mấy con trâu thôi là được rồi đó các bạn ơi. Đó. Trâu hả, vô đây trâu, trâu hả. Trâu hả, không biết mấy mũi tên mới chết được con trâu này nữa. Trâu hả, rồi cái nỏ mình gần hư kìa. Vô đây, vô đây, vô đây. Nè, rồi đứng đây là đánh rồi các bạn ơi. Nó rất là dễ luôn thấy không. Ui nhưng mà nó chạy rồi, nó biết mình có chỗ núp nó chạy rồi. Chạy, chạy. Yeah, một tên rồi. Ui ui ui, tự nhiên hãng đam hả. Rồi mình sẽ bắn nốt cái cây nọt rồi xong, rồi chỉ còn mấy tên này thôi. Ui chạy, chạy đâu vậy. Rồi hình như bọn chúng đang tìm đường để chạy ra ngoài các bạn ơi, nhưng mà ở đây bị kẹt trong cái tường thành bằng tre rồi, nên không chạy ra ngoài được ấy. Đó, mình chỉ cần đứng đây và chém thôi. Đó, ui hình như hết hiệu ứng đó luôn hay sao rồi. Hai con này, đánh là hai tên luôn. Rồi bị kẹt, bị kẹt, bị kẹt, bị kẹt, bị kẹt hả. Trả thù các bạn ơi, nãy giờ bọn chúng ăn hiếp mình quá nhiều rồi, giờ tới lúc mình phải trả thù rồi. Trả thù, trả thù, trả thù, trả thù, trả thù nè. Tên cuối cùng được. Dám chơi lọc hả, nãy giờ bị đánh mấy ngày là hư gần hết bộ giáp luôn nè các bạn ơi. Ôi chắc mình sẽ sửa lại cái bức tường này rồi, bức tường này có vẻ không ổn các bạn ơi. Mình tưởng chừng mình xây bức tường này bảo vệ, nhưng mà ok nó đang tự hại chính mình luôn ấy. Rất là khó khăn trong việc chiến đấu với bọn này. Giờ chỉ còn đúng một tên thôi, hy vọng cái đây là tên cuối cùng mà mình sẽ chiến thắng cái cuộc chống bảo vệ, chống xâm lược này nha, để bảo vệ cái khu vực mình đang sống này. Và cái tên cuối cùng không biết hắn đang núp ở đâu nữa. Hắn núp ở đâu ta. Ồ trong đây có không. Ồ không có luôn. Ồ các bạn coi khu mình tan hoang chưa này, quá hư hết ruộng của mình, cây của mình thì hư hết nửa cây luôn rồi. Đó, căn cứ của mình thì bị xâm lược quá trời luôn. À tên này nè nè. Người định chuồng à, người định bỏ trốn à. Đâu có dễ đâu, mình sẽ dùng chính cây nỏ của bọn chúng, mình sẽ tiêu diệt hắn luôn nha. Dám ăn hiếp đợt nãy giờ hả. Chạy đâu con sâu, chạy đâu con sâu. Tên tèn. Ok các bạn ơi, mình đã hoàn thành cái nhiệm vụ là người hùng của ngôi làng rồi. Bây giờ mình đã được cái hiệu ứng là người hùng của ngôi làng ấy, và sẽ giảm giá cho mình khi giao dịch với những anh dân làng các bạn ơi. Cái trận chiến đấu này thì thiệt hại là mình nghĩ là thiên về mình các bạn ơi. Mình đã ngỏ mình như là 4-5 mạng gì liền luôn. Đó, và giáp thì nó hư gần hết luôn rồi. Mình nghĩ chắc là sắp tới mình phải sửa lại cái căn cứ này của mình rồi, phải thêm thật là nhiều cái hàng phòng thủ bằng lava, cũng như là mấy cái máy bắn nỏ tự động ấy, thì mình mới có thể tự bảo vệ thôi. Chứ như này thì chắc là không ổn rồi, bọn chúng đánh mình rất là đau này. Mà không sao, mình ít nhất mình cũng được thêm được 3 cái vật tổ truyền sinh này, cũng khá là tiện đấy. Ok giờ mình sẽ cắt đồ và làm công việc tiếp theo nha các bạn. Mình vừa trồng lại những cái hạt giống ở đây sau khi bọn cướp dân làng đã phá hoại cái ruộng của mình, cũng như là mình trồng thêm 2 cái cây để trang trí khu mình ở các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ vào trong kho để chuẩn bị một ít cái vật liệu để cùng nhau xây một cái cối xay gió nha. Đầu tiên thì mình cần một ít cái đá cuội nè, tiếp theo là một ít cái thân gỗ sồi, gỗ sồi sạp cũng như là gỗ vân sam, và một ít len đi để mình có thể làm cái cánh của cái chong chóng các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi qua cái khu xây dựng nha. Cái khu này là một cái gò rác cũng tương đối cao thôi, tương đối cao ở cái khu vực mình đang sống các bạn ơi. Và mình đã dọn sẵn cái khu đó rồi, bây giờ mình chỉ cần qua bển và bắt đầu xây dựng thôi. Đó chính là cái gò rác bên kia đó các bạn ơi. Và cái phần thân ấy thì mình sẽ làm cho nó hơi cao cao một xíu, khoảng 3 tầng đó các bạn ơi. Khoảng 3 tầng, và ở tầng thứ 3 thì mình sẽ đặt cái cánh của cái có xe gió nha. Bây giờ thì mình sẽ làm phần trụ trước. Phần trụ thì đầu tiên thì các bạn nên đặt xuống khoảng 5 ô đi, 2, 3, 4, 5. Sau đó mình sẽ, cái này có lệch quá không ta, tại vì mình muốn cho nó ở giữa cái gò đất này các bạn ơi. Ok tầm này cũng chắc ổn rồi. Và đặt một cái trụ ở đây và hai cái block ở hai bên như vậy. Đó, như vậy. Rồi sau đó tiếp tục là 1, 2, 3, 4, 5. Đó, làm cái trụ nó kiểu như chữ L đó các bạn ơi. Đó, rồi tiếp tục ở đây nha. Đặt cái trụ chữ L. Và cái trụ này thì mình sẽ cao lên khoảng 5 đến 6 ô các bạn ơi. Và ở đây là cái cổng vào này. Cổng vào thì mình sẽ đập ra một xíu nha. Rồi mình sẽ đi lên. Ui trời mưa luôn kìa, mà trời cũng gần tối cho nên mình có thể ngủ để cho nó hết mưa ấy các bạn ơi. Cái này là 1, 2, 3, 4 và 5. Ok khoảng 5 ô thôi các bạn ơi, phần trụ khoảng 5 ô thôi nha. Thường thường thì mình làm phần trụ lúc nào cũng khoảng 5 ô thôi, không có quá cao đâu các bạn.
Rồi giờ mình sẽ đặt ở đây. Và ở đây thêm hai ô nữa nè. Và ở đây sẽ là cái cổng nha. Mình sẽ dùng cổng thôi các bạn ơi, chứ không dùng nguyên một cái cửa đâu. Mình thích dùng cổng hơn ấy. Rồi giờ mình sẽ chế tạo một ít cái cầu thang đá cuội nè và đặt vô đây. Đó, như vậy chúng ta đã được cái cổng rồi. Bây giờ mình sẽ ngủ một cái đi, rồi sáng thức dậy thì chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng nha. Để cho nó sẵn lên cho nó hết mưa luôn ấy các bạn. Trời mưa thì khá là ồn nha. Rồi, sau khi đã sáng rồi thì mình sẽ bắt đầu xây tiếp cái phần tường ở dưới. Ở dưới thì chắc mình dùng hết bằng đá cuội luôn ấy, nhưng mà trước tiên mình cần kéo mấy cái trụ lên cao trước cái đã các bạn ơi. Đây mình sẽ kéo ngang như vậy, cũng như là kéo ngang bên đây nha. Rồi sau đó thì mới làm cái phần thứ hai của cái có xe gió thôi. Đây mình sẽ đặt nốt như vậy và nhớ viền ở mấy cái góc nha các bạn. Thì ở đây mình sẽ trang trí thêm ấy bằng cách đặt những cái hàng rào cũng như là mấy cái tường đá. Rồi bây giờ mình sẽ chế tạo một ít cái tường đá đi. Đây tường đá mình sẽ chọn khoảng 18 cái nè. Mình sẽ đặt ở hai góc như vậy đó. Và tiếp theo là một cái hàng rào. Ồ, cái này có vẻ hơi thấp nhờ. Ồ, nhưng mà không sao đâu, mình nghĩ không cần quá cao đâu, tại vì cái đồi này đã hơi cao rồi các bạn ơi, thành ra làm cái này thấp thấp cũng không có ảnh hưởng nhiều ấy. Rồi tiếp theo là chế tạo một ít cái hàng rào nha. Đây mình sẽ chế tạo được 12 cái hàng rào và đặt vô đây thôi. Đó, đặt vô đây thì nó sẽ kiểu như là che bớt mấy khoảng trống và làm cho cái có xe gió của chúng ta có cảm giác kiểu như là kiên cố hơn á các bạn ơi. Rồi mình sẽ đặt tiếp mấy cái tường đá vô đây cũng như là ở bên đây. Rồi vậy là ổn rồi. Bên đây có chưa? Ok, bên đây cũng có rồi. Bây giờ mình sẽ ốp nốt cái phần tường luôn nha. Và ở đây sẽ có một cái cửa sổ nhỏ các bạn ơi. Ở đây sẽ có một cái cửa sổ nhỏ này, nhưng mà mình sẽ dùng những cái hàng rào bằng sắt để ốp vào, nhìn thì nó sẽ kiểu như đẹp hơn ấy. Rồi ốp nốt ở đây luôn nha, cũng như là phần sau. Phần sau thì chắc mình sẽ che hết luôn các bạn ơi, tại vì mình muốn dùng cái cầu thang để trèo lên ấy, thành ra nếu ở đây mình làm cửa sổ thì không có trèo lên được. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu dùng cái giàn giáo để leo lên tầng thứ hai nha. Rồi trèo lên tầng thứ hai. Và mình sẽ đem theo các bạn chế tạo đi. Một hồi có muốn grab gì ấy thì ở chỗ mà grab luôn các bạn ơi, chứ trèo xuống thì hơi mất thời gian một xíu. Rồi bây giờ mình sẽ trèo lên đây và lên tiếp 5 ô nữa nha. Cái này là hình như là 4 ô hay sao rồi. 2, 3, 4 và 5. Đó, 5 ô nha. Rồi sau đó mình sẽ nối mấy cái trụ lại thôi. Đấy, tạm thời thì nói trước đi các bạn ơi. Sau khi nói xong thì mình mới bắt đầu làm tiếp cái tầng thứ ba nha. Đó, làm theo thứ tự đi cho nó dễ các bạn. Rồi ngoài ra ở dưới thì mình cũng phải ốp cái sàn nữa một hồi để mình còn dễ di chuyển ở phía dưới, nếu không thì sẽ bị té các bạn ơi. Đó, rồi tạm thời ốp ngang đây cũng như là đi xuống và búp xong. Giờ đã xong cái khung của tầng 2 rồi. Ở đây mình cần ốp thêm những cái thân gỗ sồi vô đây. Đó, và lấy lại cái block này cũng như là chế tạo một ít cái slab các bạn ơi để ốp cái tầng thứ hai nữa. Ở đây mình sẽ dùng gỗ sồi luôn nha. Ok, chắc mình sẽ dùng gỗ sồi để ốp cái sàn lại nha, để cho nó tiết kiệm mấy cái gỗ sồi mình đang có các bạn ơi. Giờ gỗ sồi thằng cũng không có nhiều đâu. Đó, cũng đủ dùng để xây cái có xe gió thôi. Ngoài ra một hồi mình còn dùng để làm cái chống chống nữa. Ở đây thì mình sẽ ốp lại bằng gỗ vân sam đi để nhìn cho nó đẹp nha. Ở đây phần trước thì mình sẽ làm một cái cửa sổ này. Đó, đây là một cái cửa sổ nha. Ốp ngang đây luôn. Búp, đó, được một cái cửa sổ rồi. Đấy, ở bên hông cũng tiếp tục là hai cái cửa sổ nha. Và ở mặt sau thì như thường lệ thì mình sẽ không ốp lại đâu, tại vì mặt sau là mình đặt những cái thang leo để trèo lên ấy, thành ra đặt cửa sổ thì nó sẽ không thích hợp đâu các bạn ơi. Đó, ốp lại hết như vậy. Và sau đó sẽ chia ra làm cửa sổ thôi. Xong, xong phần cửa sổ rồi, giờ ốp nốt mặt ở sau luôn nha. Và sau đó mình sẽ trèo lên để làm phần tầng thứ ba. Tầng thứ ba là cái tầng quan trọng nhất vì tại vì ở đó là nơi mình đặt cái chong chóng ấy các bạn ơi. Thật ra mình sẽ xây nó hơi khác một xíu ấy. Mình sẽ tụt vào trong thay vì là xây bằng nhau như vậy này. Ok, giờ mình sẽ trèo lên trước đã. Rồi, sau đó thì mình sẽ đặt ở những cái góc như vậy nè các bạn. Đó, đặt ở hai ô cạnh góc, cạnh cái góc của cái tầng thứ hai ấy như vậy này. Rồi sau đó mình sẽ đi lên khoảng cái này là khoảng 5 ô hay 6 ô ta? Mình nghĩ là khoảng 6 ô đi các bạn ơi. 1, 2, 3, 4, 5 và 6 ô. Thì sau đó mình mới nói ngang nha. Rồi, giờ để mình thử coi ốp như đây. Rồi. Ôi, quên nữa. Cái giày mình nó không có dòng mà giảm sát thương ghi rơi các bạn ơi. Tại vì mình chưa có enchant bộ giáp này ấy. Và giờ mình sẽ trèo lên lại coi, để mình coi coi đặt chống chống như thế nào thì nó sẽ thích hợp các bạn, để sao cho nó giữa cái tầng thứ ba luôn thì mới đúng ấy. Rồi giờ trèo lên thôi. Nhảy lên nhảy lên đây. Rồi sau đó trèo lên tiếp nha. Ui trời, giàn giáo lúc mình ở trên thì phải giữ ship thì mới đặt block lên được các bạn ơi. Đó,
Rồi sau đó mình sẽ nối cái trụ ngang như vậy, ngay đây và đi xuống. Rồi tầm này là ổn rồi. Giờ mình sẽ vào đây và ốp thử coi. Cái này là 1, 2, 3, 4, 5. Năm ô thì là số lẻ các bạn ơi, số lẻ thì thích hợp rồi. Giờ mình sẽ tạm thời ốp như vậy, ốp lên khoảng 2 ô thôi nha. Và đây là cái ô để mình đặt cái chấm chấm này. Mình sẽ làm dấu bằng một cái bàn chế tạo. Sau đó mình sẽ ốp thêm lên như vậy, cũng như là trèo vô trong để đặt thêm 2 ô nữa nha. Như vậy, rồi xong. Sau đó mình sẽ trèo ra ngoài một xíu. Ui. Phải cẩn thận xíu các bạn ơi, nếu không thôi thì té nữa thì đau lắm ấy. Và tiếp theo là mình sẽ đặt một ít cái thân gỗ sồi này. Đó, đi ra khoảng 3 ô đi. 2, 3, rồi. Và phía dưới này để cho đẹp hơn thì mình sẽ đặt thêm một trụ nữa các bạn ơi. Đó. Búp. Đấy, đây chính là phần khung này. Giờ mình sẽ ra thêm một ô nữa. Và ở đây nè, mình sẽ bắt đầu làm cái chấm chấm nha. Chấm chấm thì các bạn nên lên khoảng 3 ô. Sau đó đặt ở đây là một cái cầu hang nha. Ok, mình sẽ chế tạo một cái cầu hang trước đi. À, để ốp vào để nhìn cho nó kiểu như là cái cánh nhìn cho nó đẹp hơn ấy các bạn ơi. Đây sẽ ốp khoảng ok, cái này là cần phải 8 cái hoặc 12 cái thì mới đủ các bạn ơi, chứ 4 cái thì không đủ đâu. Đây 12 cái nè, tạm thời là 12 cái đi. Rồi sau đó mình sẽ ốp một cái cầu thang vô đây và tiếp tục đi lên 3 ô cầu thang. Sau đó tiếp tục đi lên khoảng cái này khoảng mấy ô nữa ta. Cái này khoảng 2 ô đi. Đó, mình nghĩ 2 ô là vừa đó các bạn ơi. Rồi sau đó mình sẽ làm tiếp ba cái phần cánh còn lại nha. Ok các bạn ơi, mình vừa sửa cái cánh quạt này lại nha. Hồi nãy cái này mình làm sai này, cái này phải hướng lên mới đúng nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ làm nốt cái cánh còn lại luôn. Nãy giờ thì mình cũng có chuẩn bị thêm một ít cái len ấy, cũng như là ốp nốt ba cái cánh rồi. Giờ mình sẽ làm cái cánh cuối cùng rồi bắt đầu làm tiếp cái phần máy nha. Đầu tiên thì các bạn ốp cho mình một lớp như vậy nha. Sau đó thì cắt ra 2 ô này, rồi chồng lên thêm một ô nha. Rồi tiếp theo cũng chồng lên, làm theo cái nắp thang ấy các bạn. Đến khi nào mà cái lớp cuối cùng này là nó full 3 block là được rồi đấy. Đó, như vậy là được rồi. Đó, như vậy thì chúng ta đã có một cái cánh quạt. Và tiếp theo thì các bạn nên đặt vào một ít cái này là cái hàng rào nha. Mình nghĩ là nên đặt một ít cái hàng rào đây để trang trí thêm ấy các bạn ơi. Đó, mà hiện tại thì mình thiếu cái hàng rào rồi. Mình sẽ chế tạo một ít cái thêm hàng rào nữa để làm nốt một cánh trước nha. Rồi trong thời gian sáng tập mình sẽ up thêm vào sau các bạn ơi. Đây, mình sẽ đặt ở đây và ở đây. Xong như vậy thì chúng ta đã có một cái cánh quạt hoàn chỉnh rồi. Trông rất là giống thật luôn. Ok, bây giờ mình sẽ trèo lên đi để làm tiếp cái phần máy luôn nha. Ở đây mình sẽ trèo lên và làm tiếp phần máy. Phần máy thì mình sẽ viền bằng cái gỗ sồi sẩm nha các bạn. Đây, mình sẽ nhảy lên đây và nhảy qua đây. Sau đó mình sẽ chế tạo một ít cái cầu hang trước đi. Giờ mình sẽ đổi hết mấy cái gỗ sồi sẩm này ra mấy cái ván và chế tạo mấy cái cầu hang luôn. Tại vì phần máy này chắc mình nghĩ không cần dùng mấy cái slab đâu các bạn ơi. Đó, làm thêm một ít cái cầu thang nữa rồi bắt đầu viền nha. Viền thì cũng làm giống như bình thường thôi. Phúc và một cái ván ở đây. Xong, thế là xong rồi các bạn ơi. Đó, như vậy thì chúng ta đã xong cái phần máy rồi. Bây giờ mình sẽ tìm cách đi xuống dưới một chút cái đã. Ui da, té đau quá à. Rồi giờ mình sẽ trèo lên để ốp lại cái ô ở chuyên giữa nha. Ốp lại như vậy nè. Và trên đây thì mình sẽ đặt thêm những cái ván cái block gỗ sồi ấy để mình có thể làm thêm một cái cửa sổ ở trên nữa nha các bạn. Rồi sau đó thì mình sẽ chế tạo một ít cái hàng rào đi bằng sắt luôn nha. Đây hàng rào bằng sắt này mình sẽ làm hai cái. Rồi đặt ở đây. Đó, đẹp chưa? Mình nghĩ đây là cách tốt nhất để làm hàng rào của mấy cái công trình bằng gỗ các bạn ơi. Đó, như vậy thì nó sẽ đẹp hơn ấy. Mình có thể nhìn ra bên ngoài dễ hơn so với cái hàng rào bình thường. Đó, hàng rào gỗ ấy. Rồi thì mình sẽ đi xuống và up nốt cái tầng ở dưới luôn nha. Là có thể hoàn thành được cái có xe gió rồi. Công việc tiếp theo của mình chỉ là trồng lúa cũng như là trang trí thêm ở xung quanh thôi. Và cái đó thì mình sẽ làm trong thời gian giữa hai tập nha. Rồi bây giờ mình sẽ up nốt ở tầng tầng trệt luôn đi. Đây và ở bên đây. Rồi ui mình thiếu đúng một cái luôn các bạn ơi. Thiếu đúng một cái luôn chứ. Rồi không sao, cuối cùng thì cũng đã hoàn thành rồi. Đó, như vậy thì chúng ta đã có một cái có xe gió khá là hoàn thiện rồi đó các bạn. Rồi giờ mình sẽ cho các bạn nhìn sơ qua ở góc nhìn xa hơn nha. Đây mình sẽ đi xa xa một xíu để coi có xe gió nó có ok chưa cái đã. Đó, bây giờ mình chỉ còn thiếu những cái hàng rào để ốp trên những cái cánh thôi các bạn ơi. Ok, như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã xây xong cái có xe gió rồi. Và việc trang trí mình sẽ làm trong thời gian giữa hai tập nha các bạn. Còn bây giờ thì mình sẽ đi vào trong rồi cắt đồ thôi.
ok cảm ơn. Hiện tại thì những cái vũ khí cũng như là công cụ của mình nó hư cũng khá là nhiều rồi, và bộ giáp của mình cũng hư cũng rất là nhiều luôn. Thành ra bây giờ mình sẽ sửa mấy cái này lại nha. Rồi giờ đầu tiên thì mình sẽ cho vào cái đe cái đã, và cái đe thì mình để trong cái nhà rồi. Giờ mình sẽ vào trong để sửa giáp trước nha. Rồi sau đó thì mình sẽ bắt đầu enchant luôn, tại vì bộ giáp mà không enchant các bạn ơi thì nó khá là yếu luôn. Bộ giáp ở đây này. Rồi cởi ra rồi bắt đầu cho vào đây. Một viên kim cương. Một viên chưa đầy này, hai viên. Hai viên mới đầy được các bạn ơi. Để coi coi cái quần coi. Một viên. Cái quần cũng một viên cũng chưa đầy nữa. Nói chung cái nào cũng cần hai viên hết các bạn ơi. Nếu tính ra thì sửa thì cũng khá là lời cho mình rồi. Ok, chắc mình sẽ sửa lại đi. Đó, rồi sau đó mình sẽ bắt đầu enchant nha. Hai viên nè. Rồi tới cái mũ. Cái mũ hình như là mũ ba viên mới đầy nè. Nhưng mà mình nghĩ sửa hai viên là được rồi các bạn ơi. Nó cũng gần full đồ bền rồi. Đó. Rồi đây là cái áo là cuối cùng này. Cái áo là cần hai viên à. Ok, cái áo cho hai viên luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu quăng bển để enchant bộ giáp này cũng như là làm thêm một cây rìu mới đi. Cây rìu của mình nó cũng gần hư mất tiêu rồi nè. Đó. Rồi ok, cũng như là một cây kiếm mới luôn các bạn ơi. Kiếm mới nè. Rồi rìu đâu ta? Đây, rìu đây. Đó, tại vì xẻng thì mình có sẵn rồi các bạn ơi. Xẻng mình có enchant một cây trước rồi. Và cúp thì cũng có cúp mềm mại rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu enchant thử cái gì trước ta. Hiện tại mình còn có 40 level thôi. Enchant cái quần coi. Cái quần thì cũng bảo vệ 3 à. Cái nón thì bảo vệ có vật được bắn. Cái áo thì chậm hỏng. Cây kiếm thì hại thay ma. Ui, kiếm không hay rồi. Ok, hiệu suất 4 nè. Wow, cái rìu tốt các bạn ơi. Mình sẽ lấy rìu hiệu suất 4 nha, để chặt cây cho nó nhanh đó các bạn ơi. Rồi, boom. Hiệu suất 4 chậm hỏng 3. Yay, một cây rìu khá là tốt luôn. Rồi tiếp theo là cái quần coi. Cái quần là chậm hỏng á. Bảo vệ con vật được bắn. Cái mũ bảo vệ con vụ nổ. Và cái quần bảo vệ nữa. Cái ủng với cái ủng chậm hỏng thì cũng khá là tốt á các bạn ơi. Nhưng mà mình thử coi cây kiếm đánh bật lùi á. Không tốt cho lắm nhờ. Chắc bây giờ mình sẽ reset đi. Mình sẽ dùng một cây cúp bất kỳ để reset coi. Dùng cây cúp này đi, cúp hư nè các bạn ơi. Mình sẽ cắt bớt đi, một hồi mình enchant lộn là phí level luôn á. Rồi bắt cắt bớt mấy thứ lên tan tinh vô. Rồi mình sẽ lấy cây kiếm ra. Đó. Rồi enchant thử nha. Để reset level thôi các bạn ơi. Sau đó mình sẽ dùng cái hình như phải dùng cây kiếm. À không, mình dùng reset cây cúp vẫn được các bạn ơi. Nó vẫn reset dòng của cây kiếm nè. Chậm hỏng 3. Ok, enchant thử chậm hỏng 3 luôn nha. Boom. Sắc bén 4. Cái kiếm này mạnh lắm nè, sắc bén 4 luôn. Wow, giờ mình chỉ cần dòng cháy với dòng đánh mặt lùi thôi. Hai dòng đó cũng khá là tốt các bạn ơi. Giờ mình sẽ tạm thời dùng cây kiếm này luôn nha. Như vậy thì mình đã enchant được được mấy món ta. Mình enchant được có 2 món à, một cây rìu với một cây kiếm à. Giáp mình chưa enchant được bao nhiêu hết á. Để mình coi coi giờ tới đôi giày là gì. Giày chậm hỏng tiếp. Quần bảo vệ. Nón bảo vệ coi lửa. Áo gai. Gai này cũng khá là tốt nè các bạn ơi. Gai này kiểu như là khi mà mình bị con zombie đánh ấy thì sát thương nó sẽ kiểu như là phản lại con zombie luôn. Cũng khá là hay ấy. Giờ mình sẽ thử enchant cuốn sách coi. Sắc bén 3. Sắc bén 3 không tốt cho lắm, nhưng mà mình sẽ thử reset lại rồi enchant tiếp nha. Rồi reset vô đây. Đó, rồi enchant lại. Hô hấp 2. Hô hấp này cũng khá là tốt nè các bạn ơi. Chắc mình sẽ lấy hô hấp quá à. Hô hấp 2 làm trung thành. Hình như mình có cái mũ hô hấp rồi phải. Mình có mũ hô hấp rồi, chắc không cần đâu. Ok, giờ sẽ reset lại. Rồi, bỏ vô đây. Enchant tiếp nha. Coi coi làm gì đây. Bảo vệ khỏi sát thương khi rơi 4. Cuốn sách này tốt cực kỳ luôn nè. Để ép vô đôi giày các bạn ơi. Ok, mình sẽ lấy nó nha. Boom. Đó, giờ mình đã được một cuốn sách enchant bảo vệ khỏi sát thương khi rơi rồi. Sau này mình sẽ ép vô cái đôi giày của mình nè các bạn ơi. Đó, đôi giày mình chỉ có bảo vệ sát thương khi rơi 1 thôi. Mình sẽ ép vô đôi giày này luôn nha. Wow, như vậy thì đôi giày của mình ấy sẽ rất là tốt luôn. Mình sẽ nhận rất là ít sát thương khi mà bị rơi ấy các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ để coi coi cái này. Rồi, cho vô đây. Không đủ cấp à. À, gì được nè, 12 cấp thôi. Rồi, bỏ vô. Vô tay. Hả? Hình như mình enchant lộn rồi các bạn ơi. Mình phải bỏ cái cuốn sách vô trước chứ.
Ôi mình bỏ rồi xong luôn, thiệt tình. Ôi tự nhiên mình ghép hai đôi giày hai đôi giày lại làm gì không biết nữa, thiệt tình làm phí hết 4 cái kim cương luôn rồi. Ở đây mình còn nữa nè. Ôi mình xài hơi phí kim cương đó mọi người, thiệt tình đúng là nớp mà nếu không biết xài kim cương thiệt tình luôn á. Thôi như vậy trong ngày hôm nay thì mình cũng đã enchant được một cái kiếm với một cây rìu khá là tốt rồi, cũng như là có được thêm cái dòng mà giảm sát thương khi rơi 4 luôn. Ồ, rất là tốt. Và ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem tập này của Lộc. Ở tập sau nếu các bạn muốn mình xây gì hay chế tạo những công thức gì mới thì đừng quên comment ở phía nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.